Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm bừa cũng phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19. Nguy cấp, thành phố Hồ Chí Minh lên sẵn kịch bản mất kiểm soát dịch. Bộ Y tế mở tất cả các cửa tìm nguồn vaccine cho trẻ em. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm bừa cũng phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây 12 tổ tuần tra lưu động kết hợp test nhanh phát hiện 5 trường hợp dương tính Covid-19. Điều này chứng tỏ mầm bệnh đang đầy rẫy ngoài cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, rất đáng báo động. 5 trường hợp dương tính Covid-19 gồm 2 người ở huyện Hóc Môn, 2 người ở quận 12 và 1 người là nhân viên giao sữa ở huyện Củ Chi. Một cán bộ ở tổ lưu động cho biết, một nhân viên giao sữa khác ở huyện Củ Chi đang đi vào địa phận Hóc Môn thì tổ lưu động đề nghị dừng lại kiểm tra, test nhanh Covid-19. Kết quả, người này dương tính với Covid-19. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cho biết sáng ngày 15 tháng 7, các chốt lưu động thí điểm ra quân để kiểm tra bất kỳ người dân ra đường không lý do chính đáng. Lực lượng chức năng test nhanh Covid-19 nếu dương tính sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Còn nếu âm tính, người dân phải trình bày lý do ra đường. Nếu lý do không chính đáng thì sẽ bị xử phạt. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Nguy cấp, thành phố Hồ Chí Minh lên sẵn kịch bản mất kiểm soát dịch. Dù mong muốn sẽ kiểm soát dịch Covid-19 trong vòng 15 ngày giãn cách xã hội, nhưng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lường trước đến tình huống xấu hơn là kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị số 16. Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 3 kịch bản dịch bệnh Covid-19 sau 15 ngày giãn cách. Kịch bản thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch Covid-19, lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chỉ thị số 16, có thể là chỉ thị số 16- hay là chỉ thị số 15 hoặc là chỉ thị số 19. Kịch bản thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh chưa kiểm soát được dịch và dịch vẫn gia tăng. Lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị số 16 một thời gian và có thể thực hiện chỉ thị số 16+ ở một số địa bàn. Còn kịch bản thứ ba là dịch bệnh Covid-19 gia tăng mạnh mẽ, thậm chí mất kiểm soát, buộc thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn. Ông Mãi cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ để đạt được mục tiêu mong muốn là theo kịch bản thứ nhất. Tuy nhiên, trong tình huống dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường thì thành phố cũng lường trước đến chuyện sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 trong một thời gian nữa. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Bộ Y tế mở tất cả cửa tìm nguồn vaccine cho trẻ nhỏ. Mới đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẩn trương đàm phán làm việc với các đại sứ Australia, Pháp và Thụy Sĩ nhằm tiếp cận nhiều hơn các nguồn vaccine và nêu kế hoạch tiêm cho trẻ nhỏ. Bộ trưởng Long bày tỏ mong muốn mở rộng đối tượng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Đề xuất khoản viện trợ 13,5 triệu trong số 40 triệu đô la Úc sẽ dành tiền để mua vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ nhỏ Việt Nam. Bộ trưởng Long mong muốn hai công ty dược là DKSS và Julie Pharma đẩy nhanh cung ứng vaccine cho Việt Nam. Julie Pharma là đơn vị được Moderna ủy quyền đưa 5 triệu liều vaccine về Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh muốn mua cả 5 triệu liều này. Với đại sứ Pháp Nicolas Warnery, Bộ trưởng Long mong muốn ngoài hỗ trợ qua cơ chế COVAX, phía Pháp có những hỗ trợ khác về vaccine cho Việt Nam. Hiện Sanofi và một số công ty dược khác của Pháp đang nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn 3, đặc biệt là các loại vaccine cho trẻ nhỏ. Bộ trưởng mong muốn hai bên hợp tác trao đổi, chuyển giao công nghệ để giúp Việt Nam trong phát triển, sản xuất vaccine. Ông Long cho biết, ủng hộ nhập khẩu vaccine theo hình thức phi mậu dịch của phía Pháp, cắt giảm thời gian sớm nhất có thể. Hiện một số tổ chức quốc tế và quốc gia đã nhập khẩu theo cách thức này với thủ tục đơn giản. Bộ Y tế cũng tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp nhập vaccine, sử dụng nguồn vaccine này để tiêm cho người lao động trong các doanh nghiệp Pháp đầu tư ở Việt Nam. Hiện quy trình nhập khẩu, thủ tục hành chính đã được cắt giảm tối đa trong thời gian từ 5 tới 10 ngày. Các đề nghị sẽ được xem xét phê duyệt vaccine trong tình trạng cấp bách. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.